1900 trao yêu thương. Điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu xa. Chú con có ít quà gửi cho chú nhé, xin chú sức khỏe chú nhé. Bà ơi, hai bà con có quà gửi hai bà nhé. Vâng. Vâng. Chúc con sức khỏe hai bà nhé. Vâng. Vâng. Mang một chút lòng nhỏ của chúng cháu để con làm cho các bác cô. Mà em có một chút quà nhỏ. Dạ, em xin phép gửi chị nhé. Con tặng cô. Vâng, cái này thì là thứ nhất là bọn con cũng chỉ có một chút thôi, không có nhiều. Thì là bọn con sẽ phát hết cho mỗi người một phần thôi, tại vì là có những người còn có nhiều hoàn cảnh hơn rất nhiều nữa ạ. Thôi giờ cũng cảm ơn cháu nhé. Bọn con cũng không có nhiều, nên là có từng nào bọn con sẽ cho từng đấy, nên là mong mọi người là giữ sức khỏe thôi. Con cảm ơn cô nhé. Được, con sẽ tặng cho em ạ. Cảm ơn, cảm ơn ạ. Vâng, con cảm ơn cô.